mày có liên lạc với shop không? Cô làm gì của anh ta? Mày á là website của lừa đảo. Mày giao hàng lỗi lấy tiền xong mày cướp cái thằng này nè. Mua máy đo đường huyết, kiểm hàng, thanh toán thành công. Hai tuần sau, bà cô chặn đầu shipper nói tiếp tay lừa đảo. Mới đây, một thanh niên shipper trong lúc đang chạy xe đi giao hàng trong một con hẻm nhỏ thì bất ngờ bị một bà cô có tuổi chặn đầu xe, sau đó tác động vật lý vài đường rồi rút chìa khóa không cho anh thanh niên đi tiếp. Trong khi miệng thì không ngừng hô hào tố cáo anh shipper là trung gian, tiếp tay cho kẻ lừa đảo, đòi anh chàng phải có trách nhiệm gọi điện cho shop lấy lại 1 triệu đồng tiền oan cho mình. Làm gì tiếp tay lừa đảo? Mày giao hàng lỗi lấy tiền xong mày cướp cái thằng này nè. Tiền lại quýnh con kìa. Thì cái gì đó mày bây giờ mày kiểm tra với shop đi, nó bây giờ hàng lỗi thì báo với shop. Cái vấn đề là chú hiểu không? Thôi chị đi từ để một người nói đi. Liên lạc với shop. Nó còn thắc nó giỏi làm gì làm nó đi. Cái đồng hồ con giao cho cô đúng không? À. Trước lúc trả tiền là cô kiểm là kêu ok hết. Thì con mới đánh thành công con mới đi đúng không? Chứ phải con không cho cô kiểm đâu. Tự nhiên con kiểm đâu con đi hết chưa? Mà trong hàng nó cho kiểm không? Thì cho kiểm bình thường à, thì con kiểm mới đi đúng rồi. Tiếng hô hào của bà cô khá lớn nên kinh động đến hàng xóm, khiến ông bác nóng ruột mà chạy ra xem tình hình. Theo chia sẻ của chàng trai, trước đó 2 tuần anh có giao một chiếc đồng hồ điện tử đo đường huyết cho bà cô với giá vài trăm nghìn đồng. Trong lúc đợi bà cô kiểm tra hàng cẩn thận, anh đã tử tế nhắc khéo khách hàng, sợ rằng khách hàng bị lừa đảo vì những chiếc máy điện tử này chỉ đo được những chỉ số cơ bản, không thể chính xác được như thử máu. Tuy nhiên, sau 30 phút kiểm tra kỹ lưỡng, bà cô quyết định trả tiền nhận hàng. Đồng thời, anh shipper cũng xác nhận giao hàng thành công rồi rời đi. Ai mà có dễ đâu, sau 2 tuần đằng đẵng, cả hai người lại tái ngộ với nhau trong tình huống hết sức oái ầm. Khoan đợi, bây giờ kiếm ra không được thì con trả lại cho người ta. Nhưng mà trước lúc cô đưa tiền cho con là ok hết thì con mới đi, vậy cô mới đưa tiền cho con. Chứ không ok thì sao cô đưa tiền cho con đi đúng không? Chú thấy đúng không? Do thấy lỗi là ta gọi liền, biểu nó trả lại. Để lúc đó là con đứng đây con giao thì cô đưa tiền thì con đánh thành công cái đơn thì con đi chứ mẹ con đứng này làm gì nữa. Rồi tự nhiên cái cô kêu con lừa đảo rồi con giao hàng liên quan gì mà kêu lừa đảo. Bây giờ con có bảo lại cái shop đi. Bây giờ cái hàng thì con là trung gian, con đứng giao hàng chính giữa. Biết rồi. Nhưng mà con bảo lại gửi hàng bên công ty của con, còn con đi giao hàng thì muốn gì liên hệ công ty con, cái con có quyền đâu mà tự nhiên kêu con. Biết rồi thì con. Rồi giờ cô đánh con luôn kìa. Rồi con làm gì đâu. Hàng lỗi mày là người lấy tiền, mày là người có trách nhiệm liên lạc với... Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, cả hai đã nắm tay nhau lên phường nhờ cơ quan chức năng giải quyết. Tại đây bà cô được các đồng chí giải thích và khuyên nên cân nhắc thật kỹ trước khi đặt hàng qua mạng. Bên cạnh đó mọi người cũng xác nhận anh thanh niên chỉ là người giao hàng, không liên quan tới shop, càng không có trách nhiệm phải lấy lại công đạo cho bà cô. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng bày tỏ sự bức xúc của mình trước thái độ và cách hành xử vô cùng ngang ngược của bà cô. Ngoài ra cũng có người chia sẻ thêm kinh nghiệm khi giao hàng cho những người lớn tuổi, có thể đợi đến cuối ngày rồi mới bấm xác nhận đơn hàng để tránh những trường hợp khiếu nại bất ngờ xảy ra. Một số bình luận được mọi người để lại. Thật sự đi làm shipper sợ nhất là giao cho mấy người lớn tuổi. Thương thay cho phần shipper, khách mất bình tĩnh quá. Cũng phải có lời khen ông này, lúc căng thẳng như vậy mà ông vẫn giữ được bình tĩnh là hay dữ rồi đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.